Bà mẹ bất lực dậy con nhỏ khi mà hơn 1 giờ sáng mà không chịu đi ngủ. Trời ơi, có thể nói việc chăm con chưa bao giờ là dễ dàng đối với các ông bố hay các bà mẹ bỉm sữa. Bởi lẽ các bé trẻ sơ sinh giờ ăn giờ ngủ thất thường nên khiến các bà mẹ phải chật vật khi chăm. Theo đó, bà mẹ trong đoạn clip đã bất lực khi mà phải chăm con và theo giờ giấc sinh hoạt của con mình. Trong lúc đang bế con trên tay đứng phía trước đồng hồ treo tường và nói yêu rằng: "Con biết về mấy giờ rồi không?" Chiếc đồng hồ lúc này đang tỉ điểm hơn 1 giờ sáng. Nhìn gương mặt ngây thơ với ánh mắt trơ trơ như không hề có sự buồn ngủ nào của em bé, khiến cho bố mẹ cũng chỉ biết 3 phần nuông chiều, 7 phần còn lại thì như ba. Con biết về mấy giờ rồi không? Biết mấy giờ rồi không? Thì con đi ngủ đi thì đến bao giờ? Dạ không nhớ. Hả? Em bé đúng kiểu: "Ơ, con đâu có biết gì đâu trời." Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người không nhịn được cười trước khoảnh khắc dạy dỗ con như vậy. Trong khi đó thì cộng đồng mạng cũng chia sẻ lại khoảnh khắc khổ như chị dậu khi chăm con nhỏ. "Bé con ngoan chán, chỉ thức thôi chứ không như con tôi, vừa thức đêm vừa khóc oe oe. Giống cháu tôi, ngày nó ngủ thì thôi khỏi ai kêu nó đi, mà cứ đêm 11, 12 giờ nó dậy chơi tới sáng." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.